Chiều nay, đoàn kiểm tra số 2, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Đà Nẵng, do phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng ủy khu công nghiệp cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Đảng bộ công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước, Đảng bộ công ty cổ phần Kim khí miền Trung, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng. Buổi làm việc đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị, làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo, vai trò của cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị, vai trò và trách nhiệm của người sử dụng lao động, vai trò của ban chấp hành công đoàn cơ sở, công tác dân vận, kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc gắn với việc thực hiện chỉ thị số 8 của Thành ủy Đà Nẵng bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện các đơn vị cũng đã nêu rõ những khó khăn tồn tại vướng mắt nguyên nhân và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới cùng các đề xuất kiến nghị phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đà nẵng hồ chí minh đánh giá cao kết quả thực hiện của các đơn vị và ghi nhận các doanh nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn vẫn rất quan tâm đến việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc góp phần ổn định đời sống đảm bảo thu nhập cho người lao động phó chủ tịch lưu ý một số nội dung công việc kinh nghiệm và đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được nhân rộng những cách làm hay tháo gỡ vướng mắt đổi mới nội dung chủ động thực hiện làm tốt hơn quy chế dân chủ trong thời gian tới